điện thoại đây. Ủa, mở số xe máy. Mở đây. Mở cái áo lên nữa. Mở cái áo. Trời ơi. Sức khỏe bây giờ mở đâu như nào? Bị họ đen đâu. Ngồi mình, anh ngồi ngay đi. Có ai đưa điện thoại cho đó được chưa? Điện thoại đâu mang? Anh có tiền nghiến thiệt sự gì chưa? Rồi, bị hại chưa? Hay là anh tình cờ đi nghe với hẹn? Phát hiện anh không? Thế nhưng mà ông nó cũng xỉn, ông kia ông nhăn mớ vậy, xong ông ngủ à. Thôi. Xong vừa lấy cái bệnh này, bóp. Để tâm được là... Xe này là mục đích anh kia sử dụng là cái gì? Rồi anh về phòng trọ nở ra đứa phòng trọ. Bà chị. Rồi bây giờ làm vô. Tôi đưa bạn đầu cuối chữ nghĩa đi trên nét thì em không chịu. Tôi chỉ có lấy hai tờ để tôi mua cạc lại với trên nét thôi, chứ chưa được xài được để luôn. Anh giá bao nhiêu? Hai tờ 500. Còn bóp tôi nhận nguyên tôi chưa được xài thì nói chung chưa. Rồi anh có nhận thức gì cái hành vi của mình không? Dạ cũng nghĩ rằng tôi có nhiều tiền tài thành thật rồi. Tiếp chậm nhẹ tôi. Hơi lớn hơn. Đi kia chậm nhẹ tôi rồi chưa. Tôi không mong gì.